Xin chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị khán giả đến với video tiếp theo trên kênh Hoa của Núi. Một ngày mới chúc quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Hôm nay Tuyên đi bộ mệt quá các bác ạ. Đi thăm nhà cụ mình, đường rất là khó đi, xe không đi được. Em chào thầy Hoàng nhá. Có cả A Hoàng TV đây các bác. Xin chào quý khán giả kênh Hoa của Núi. Vâng, chị em chào anh. Mệt quá các bác, đường. Đường xấu quá. Thôi dừng video một chút đi anh em. Đường rất là khó đi các bác ạ. Không biết là hôm nay đi lên vất vả như này không, không biết là có gặp được cụ mình hay không. Thầy Hoàng đi xe rất là siêu các bác nhé. Xe này còn khỏe. Đấy, cứ bảo anh em làm thiện nguyện sướng lắm đấy, phải tâm huyết lắm các bạn. Đi cái nghề này á, đường khó, có lúc đấy, chỉ đi xe còn là cứ lấy đi thôi, không biết là đi nó về kiểu gì. Để ở ngoài thì sợ trẻ con nó nghịch. View rất đẹp các bác, đồi núi đây. Tội khổ cho các con là đi bộ thôi. Bán à? Cái gì đây? Bán gì đây? Xem nào. Mua gì nào? Chí chua. Chí chua à? Cái hạt trầu các bác ạ. Hạt trầu chưa, mới đi nhặt về thôi. Nhà tận đâu? Chế nhau từ. Tí nào. Không có kẹo, không kẹo thì cho hai em một tí. Không nhớ là thế, mua kẹo để cụ mạnh của một mình, thế nên là anh em chỉ mua được một ít đồ dùng sinh hoạt thôi ạ. Rất khó, mong quý các bác xem thì thông cảm cho Tuyên, vì là cái hơi thở của Tuyên thở ra thì nó còn to hơn cái tiếng nói rồi. Rất là đẹp các bác ạ, phong cảnh rất đẹp, trời nắng quá, mặt trời nắng cực kỳ luôn. Cố gắng lên anh ơi. Hoàng đi quen rồi nên là tay lái rất là khỏe các bác ạ. Mệt quá. Đường khó quá à, xong rồi. Khó. Ôi dồi ôi. Đường khó lắm các bác ạ. Đoạn này cũng đỡ hơn đoạn về này. Đoạn về này mới khó lái hơn. Đoạn này đường bạn. Úi. Đừng cho anh xuống. Không sao. Em là người bạn điện ở trên này. Ok mà, anh không lo. Trời này nhỉ, mới hôm rồi mưa. Hôm qua vừa mới tạnh tí, hôm nay mới tạnh luôn. Đi. Đấy, lên đâu ạ? Đến lúc là ôi, sốc quá xuống hơn. Vẫn có kẹt. Xe này xe có chế thì đi xuống dốc đi nó hơn thôi. Để đủ một chế là được đường đi. Ui, đường này là em lần đầu đấy. Đâu ạ? À? Vâng, lần đầu. Nó đi đường này phải không? Vâng. Sao bên này rộng hơn một tí nhỉ? Rộng hả? Đã
đường cái đường nhỏ nhỏ thế này thì đi thì cũng thực sự là rất là khó. Nhà cũ đâu thật chưa, còn đồ đi kia. Bên này anh ơi, đã nhìn thấy cụ nhà cụ mình rồi các bác ạ. Anh em đang đi vào ở đây rồi. Nhà cụ mình ở đây rồi. Đi mãi mới đến. Đường lên cổng trời các bác ạ. Thật sự là khu vực này thì cụ mình là một nhà. Đây, nhà tôn này các bác nhé. Không biết là cụ có nhà không. Không thấy cổng đâu, không thấy đường vào. Nhà cụ đây các bác nhé. Lọt khe các đỉnh núi. Giờ nhất chế chị nhỏ à? Kế mua từ mua à? Mua kế từ mua à? Kế nè à? Nú chui qua cái này à, xung xung phải chui qua cái này à? Ôi chui qua cái này sao lại phải chui qua như thế, hỏi ông sao phải làm này này có bác chả hiểu ông làm đây là nuôi gà không biết luôn nuôi cái gì nhưng mà sao lại phải làm ngay cửa này. Làm rồi bấy thì xung đứng trước chứ. Đây các bác lên cụ làm cây cổng rất là thấp không biết lý do kiểu gì. Đây đâu rồi. Nó dùng bao giờ? Nó dùng mà hai điểm có hậu lửa đây là cho tàu này. Thằng khoan đây là lỗ để nên chị. Mắt bo lại. Mỗi một mình ông ở trong bị đau. Ôi tổ sư ở nhà. Hả? Ôi tổ sư là. À, và ta chờ luôn là nhớ lúc to có chuyện phi tôi lo có lúc đấy. Đồ ăn ở đâu? Các con là ở một nhà. Các ở một nhà. Ủa món nào? Ở đây. Sao cụ là cứ làm cái chỗ trước cửa nhà này nó thấp thấp vậy nhỉ? Ở lưu chê là? Lưu chê ở đây là? Lúc này là... Nó chá một kho ra, chúng ta thực thịt phá chá một kho nè. Còn mà giờ tới một chị tao rồi lô. Hả? Giờ tới một chị tao rồi lô. Người ta mà còn lắm phá cả đó. Họ lớp ba chạy thòng cửa họ ý là cụ xe của cụ thôi nhưng mà đang nhờ người đi sửa nhưng mà không có ai như hộ đi. Đường này cũng khá là khó đi cho nên là cụ không đi được. Rồi nhau nhau hoa lì à? Hả? Nhau nó hoa lì à? Hoa chế? Hoa chế này à? Nói giờ cô lìm ba. Rồi nhau hoa lì nà. Nhớ tao ăn tao xung à? Ô! Cứ bởi gì cho... Lo lót chế bởi gì cho ở luôn. Chị cho ủ nóng ở lo lót nhớ lót chế nè ủ tao ăn tao xung nè. Ô! Lót là... Tấy xong à? Tấy xong à? Tấy xong là lo. Nhà đã làm được cái đây 3 năm rồi các bác ạ. Ơi tụi nhớ thế rồi? Tụi bò chị tụi nhớ là? Tụi bò nhớ tỏ chế đấy, cho lúc mê đấy. Ông khác ở một mình các bác ạ. Đây, cụ làm như thế này. Đây là cái cổng sân trước nhà đây. Em chào thầy Hoàng nhé. Vâng, chào các bạn. Nhìn thấy bếp của cụ chả thấy có cái gì. Đây, bếp, khu vực bếp nhà cụ. Sao bếp không có gì vậy? Sao lại... À, đây là
chắc thiếu tôn các bác. Hoặc là cửa ra vào đằng sau tôn các bác nhé. À, ở với các con là ở với thằng nào cũng chửi cho nên là ông không thích. Thế là trong cái câu chuyện đây các bác là câu chuyện là nhà là nhà chuyện tổ tiên là bây giờ mình mẹ chỉ tổ tròn chưa gì cả. Nó giả lúc nín thì mà ý giả lúc nín là bây giờ là một cái nhà trình tường, là một cái nhà trình tường bé bé bằng cái này. Giờ đây mà quá to rồi mà cái lý tôi ít phó thu tôi phố quá phổ lộn đó nè bà lại cứ chỉ tôi mà hả. À, làm sổ sức quá. Thật sự với các bác. Quần áo cụ người già thì cứ tưởng để như thế này thôi. Tại mà đó chứ, tuần cho thích thì nó bắt trò cho lâu. Mà đó thì quan trọng là tư, tư tốt của tàu của chết chế cho mỗi cháu này tăng trọng trọng nè. Là hải trụ phúc quá à, nè. Xong nè, làm trọng là đọc ấy luôn là tất kê à. Nhi bé lúc à bé, cho là hải. Ê mà nè, chắc là chú tao tè mà chắc tè qua lên mà lọc qua khoa nè. Lọc qua khoa nè mà là... Lần nọ bắt đầu chó. Lần nọ là bắt đầu chó. Mà tôi...